Anh đi trốn em không tìm, lòng em không gần sống, cuối cùng anh mất công chìm. Nếu mà có cây búa anh sẽ nện cho bỏ công, vì nhớ nhung đặt quánh giờ nó khô thành bê tông. Chúng ta rồi sẽ có những chuyến đi dài, phải tự học lấy mọi thứ vì trong tình trường làm biến ghi bài. Câu chuyện của chúng ta bỗng có thêm một miếng bi hài, vì cách mà em gọi anh không có u và thiếu y dài. Phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường, hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng. Nỗi buồn vàng rực cứ như là chứa đồng thau, hệt như là Beckham vậy em chỉ giỏi cửa lòng nhau. Hé cửa sổ ra mà xem, có một chàng thi sĩ đứng ở ngay nhà em, viết nhạc tình mát ngọt tựa như cây cà rem.